Sáng nay, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Cửu. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã thông tin với cử tri một số nội dung chính dự kiến thực hiện tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa 15. Kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai từ sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đến nay. Tại buổi tiếp xúc, có 6 ý kiến của cử tri về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Một số cử tri mong muốn các cơ quan có thẩm quyền quan tâm đến việc quản lý, phát triển du lịch địa phương, tạo điều kiện tốt cho nhân dân, khu vực vùng sâu vùng xa phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh, huyện và đại biểu Quốc hội đã tiếp thu và giải trình thỏa đáng các ý kiến của bà con cử tri, đồng thời xin ghi nhận các ý kiến ngoài thẩm quyền, tổng hợp, trình tại kỳ họp tới để có hướng giải quyết.